Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, đêm 25 tháng 8, sau khi đi vào khu vực tỉnh Quảng Ninh với sức gió mạnh cấp 8, bão số 3 Ma On đã gây ra mưa lớn, gió giật mạnh cho các huyện đảo của địa phương, khiến cho nhiều khu phố tuyến đường ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh ngập sâu trong biển nước. Người dân phải thức trắng đêm để chạy lũ. Còn thành phố Móng Cái thì mất điện, nhiều cây xanh và biển quảng cáo bị gió giật đổ. Đêm 25 tháng 8, tâm bão số 3 nằm trên khu vực biên giới giữa thành phố Móng Cái, Quảng Ninh và Trung Quốc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết sức gió mạnh nhất cấp 8 giật cấp 10, bán kính gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, khoảng 130 km tính từ tâm bão. Ảnh hưởng bão số 3, nhiều huyện đảo của Quảng Ninh ghi nhận lượng mưa giao động 110-140mm đến tập trung tại cửa ông, quan lạn, cẩm phả trong những giờ qua. Riêng Cô Tô, mưa tới 239mm chỉ trong vòng 7 giờ, 13 giờ đến 20 giờ. Tại thành phố Hạ Long, nhiều tuyến đường trên toàn thành phố bị ngập như là Cao Thắng, Cao Xanh, Hà Lầm. Khu vực đồi thuộc phường Giếng Đáy xảy ra sạt lở đất, gây đổ, hư hỏng các công trình xây dựng. Tại khu vực bãi muối phường Cao Thắng, mưa lớn kèm hệ thống thoát nước kém khiến nước dâng cao tràn vào trong nhà và ngập quá nửa người, gây hư hỏng đồ đạc. Chị Hương, chú ngõ Năm, đường bãi muối cho biết, từ 22 giờ ngày 25 tháng 8, nước dâng lên tràn qua cửa nhà, làm hư hỏng đồ gỗ như bàn ghế, tủ và một số vật dụng trong nhà gia đình chị phải gửi hai cháu nhỏ ở nhờ nhà người thân và khẩn trương di chuyển đồ đạc lên trên cao. Tại phường Hà Khẩu, nước dâng cao khiến toàn bộ khu vực ngã ba đường An Tiêm và tiêu giao chìm trong biển nước. Mỗi khi ô tô đi qua tạo thành sóng nước cuột ngã người đi xe máy xuống đường, nhiều chủ phương tiện phải dắt bộ vì xe máy bị thủy kích. Tại khu du lịch bãi cháy, nước ngập úng cục bộ trên tuyến đường Hạ Long ngay cổng khách sạn Hoàng Gia và đường Lý Thánh Tông. Khu vực này thường xuyên xảy ra ngập lụt mỗi khi mưa lớn do hệ thống thoát nước bị đất đá của công trình xây dựng trên đồi cao cuốn xuống vùi lấp. Tuyến phố vườn đào nằm giữa khu du lịch bãi cháy chìm trong biển nước. Anh Quân, khách du lịch đến từ Hòa Bình cho biết, lần đầu tiên chứng kiến cảnh khu du lịch chỉ cách biển vài trăm mét nhưng vẫn bị ngập. Anh Quân chia sẻ rằng, có thể hệ thống thoát nước kém cùng với mưa lớn dẫn đến nước mưa bị u nứ, không thoát kịp. Tại khu vực cái giam thuộc phường bãi cháy, nước ngập tới đầu gối. Nhiều người dân lo sợ nước ngập vào nhà nên đã thức để canh và đưa ô tô lên vị trí cao để tránh bị thủy kích. Mưa lớn kết hợp với thủy triều dâng khiến hồ điều hòa Yết Kiêu, phường Yết Kiêu dâng cao. Nước từ lòng hồ tràn qua khu vực vỉa hè và cây xanh xâm nhập vào các tuyến phố cao mang, trần nhật Duật, Yết Kiêu. Nửa đêm, nhiều nhà dân phải xếp bao đất ngay trước cửa để tránh nước tràn vào nhà. Trao đổi với báo chí, ông Vũ Văn Hiển, Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô cho biết, trên địa bàn huyện đảo có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8 cấp 9, lượng mưa đo được từ 14 giờ đến 19 giờ là 233,8 mm. Tối cùng ngày, Cô Tô kêu gọi được 545 phương tiện tàu thuyền, 6 bè nuôi với 42 ô lồng nuôi cá về bờ để tránh chú bão. Huyện chủ động tuyên truyền thông tin tới khách du lịch về diễn biến của bão số 3, đặc biệt là lệnh cấm tàu đi hoặc đến đảo Cô Tô, kịp thời đưa 600 du khách từ đảo về đất liền an toàn. Tại khu vực thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, hoàn lưu bão số 3 gây ra tình trạng mưa lớn kéo dài, kèm gió giật mạnh, khiến cây cối bị đổ nhiều nơi, hàng loạt tuyến phố bị ngập úng cục bộ. Tại khu vực phố Lò Bát, phường Trần Phú, một cây xanh đổ đè lên chiếc ô tô đậu gần đó gây hư hỏng nhẹ, rất may không có thiệt hại về người. Gió bão cũng bị giật đổ nhiều lều bạt và biển quảng cáo thổi bay ra giữa đường. Lãnh đạo thành phố Móng Cái khuyên cáo người dân không ra đường nếu không cần thiết để đảm bảo an toàn. Đến 21 giờ, tại thành phố Móng Cái tạm thời cắt điện. Để chủ động ứng phó với bão số 3, thành phố Móng Cái yêu cầu các địa phương giáp với tuyến sông Ca Long, Bắc Luân và khu vực biển chủ động cử lực lượng, phương tiện theo dõi chặt chẽ diễn biến, ảnh hưởng của mưa bão. Đến sáng ngày 26 tháng 8, bão số 3 suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Hồi 1 giờ ngày 26 tháng 8, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh đã phát bản tin cuối cùng với cơn bão số 3. Tuy nhiên do ảnh hưởng của bão, từ chiều 25 tháng 8, toàn tỉnh có mưa to đến rất to, gió phổ biến đạt cấp 4, cấp 5, khu vực Móng Cái, Cô Tô, gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 8. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 25 tháng 8 đến 6 giờ ngày 26 tháng 8 tại một số điểm trên địa bàn tỉnh từ 76,8 mm thị xã Đông Triều và cao nhất là 299,4 mm thành phố Cẩm Phả. Để ứng phó với cơn bão số 3, tỉnh ra các văn bản công điện chỉ đạo cấm biển từ 12 giờ ngày 25 tháng 8, kiểm tra công tác chống bão tại các địa bàn huyện Vân Đồn, Ba Trẻ. Các địa phương trong tỉnh thành lập đoàn công tác do lãnh đạo địa phương làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác ứng phó trên địa bàn. Tỉnh huy động lực lượng vũ trang với 1.510 cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ và hiệp đồng lực lượng của Bộ Quốc phòng và quân khu 3 đóng trên địa bàn. 14 xe ô tô, 6 tàu, 22 xuồng và các trang thiết bị phương tiện khác. Tất cả sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ một đội biên phòng tỉnh bắn 32 quả pháo kêu gọi, thông báo cho tàu thuyền về nơi tránh trú và các điểm quy định. Các đơn vị cũng đã kêu gọi tàu thuyền đảm bảo an toàn khu nuôi trồng thủy sản. Toàn bộ 496 tàu của tỉnh đã về nơi tránh trú lúc 6 giờ ngày 25 tháng 8. 6.250 chiếc tàu cá các loại neo đậu an toàn trong chiều 25 tháng 8. 14.502 lồng bè nuôi trồng thủy sản chủ động gia cố và thông tin đến khoảng 1.000 lao động tại các khu nuôi trồng thủy sản để chủ động các biện pháp an toàn chiều ngày 25 tháng 8. Gần 4.000 khách du lịch đã được thông tin về bão để chủ động phương án ứng phó. Trong ngày 25 tháng 8, đã đưa 500 khách du tuyến đảo về bờ an toàn, còn lại 364 khách có nhu cầu ở lại đảo. Địa phương chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tiếp đón chú đáo. Về thiệt hại, đã xuất hiện lũ trên các sông, suối, khu vực miền đông của tỉnh từ tối ngày 25 tháng 8, hiện nước đang rút dần. Tuy nhiên, tại thành phố Hạ Long xảy ra tình trạng ngập cục bộ tại các phường Trần Hương Đạo, Cao Thắng, Hà Khánh, Dân Chủ. Xa lở cục bộ tại 10 điểm tại phường Hùng Thắng, Hà Khẩu, Hồng Hải, Bãi Cháy, Ít Kiêu, Hà Trung. Thành phố di rời các hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng sạt lở đến vị trí an toàn, gãy đổ khoảng 50 cây xanh trên một số tuyến phố. Tính đến 7 giờ sáng ngày 26 tháng 8, toàn thành phố Uông Bí đã sạt lở 20m kè suối, 40m tường kè, nằm vị trí sạt lở đất đá. Trong đó sạt lở nhiều nhất là ở dốc Quảng hải và đường vào Nam Mậu 2 thuộc xã Thượng Yên Công và phường Bắc Sơn. Đổ sập 20m tường rào, đổ hai cột điện, gãy nhiều cây xanh. Thành phố Mông Cái gãy đổ hơn 120 cây xanh trên các tuyến phố, 20 cột điện khu dân cư, ngập khoảng 14 hecta lúa màu, ngập cục bộ khu vực Hải Hòa. Các địa phương không có thiệt hại về người. Hiện các địa phương đang tiếp tục giả soát tình hình trên địa bàn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau khi đi vào khu vực biên giới Quảng Ninh, Trung Quốc, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên các tỉnh Bắc Bộ trời có mưa to, có nơi mưa rất to, rông kèm theo gió giật mạnh. Nguy cơ cao là xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng ở khu vực trũng thấp. Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3, Bắc Bộ có mưa lớn. Sáng sớm ngày 26 tháng 8, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3 đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc và tan dần. Dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, ngày và đêm 26 tháng 8 ở khu vực bắc bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và rông kèm gió giật mạnh. Tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 50 đến 100 mm, có nơi hơn 150 mm. Thanh Hóa 30 đến 60 mm, có nơi hơn 80 mm. Khu vực Hà Nội ngày và đêm 26 tháng 8 có mưa vừa, mưa to và rông, tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 40 đến 70 mm, có nơi hơn 100 mm. Trong mưa rông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, ngập úng tại khu vực trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét cấp 1. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, nên trong ngày và đêm 26 tháng 8, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, mưa rông tập trung vào chiều và tối. Mới lượng mưa từ 10-30mm, có nơi hơn 500mm. Từ ngày 27 tháng 8, mưa rông giảm dần. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lốc xét, mưa đá, gió giật mạnh, nguy cơ lũ, lũ quét sạt lở đất, ngập lụt có thể xảy ra, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền nhân dân để chủ động phòng tránh. Các địa phương kiểm tra giả soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra, khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu. Thưa quý vị, mặc dù cơn bão số 3 mà On đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng hậu quả nó để lại là rất lớn. Nhiều tuyến đường tại tỉnh Quảng Ninh bị ngập nặng khiến cho việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều người dân bị nước tràn vào nhà, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sinh hoạt. Trước tình hình trên, thì hy vọng tỉnh Quảng Ninh sẽ sớm khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra để cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. <laughs>